Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Tú xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú vị, tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì Đại Tú đi thả cá phóng sanh cho người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh để gửi tiền cho Đại Tú để mua cá phóng sanh. Thì đây mời quý vị chúng ta coi qua chương trình phóng sanh ha. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay chương trình phóng sanh hôm nay thì có các tiểu nhí đi theo phóng sanh. Thì sau khi mà chương trình học lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản vừa ngưng nghỉ thì giờ này còn gánh thời gian để đi thả. Đây là số cá mà đây là hết này là nhiêu ký hả chị? 34 ký. 34 ký cá chê, cá chê này cá chê đĩa nha. 34 ký đấy cá chê. Thì hết này thì cái số tiền là tới 800 mấy chục ngàn lận, nhưng mà thả cho người chị 500 ngàn, còn 300 mấy lại thì trong gia đình của Đại Tú cùng với đứa em sẽ chịu cái phần đó. Thì bây giờ thả đứa thả một chút đi cho tạo nhân duyên. Trước khi thả những cái loài súng xanh này trở về với thế giới tự do, Đại Tú xin cũng nguyện hồi hướng công đức này cho gia đình của người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh. Được sau khi thả tất cả loài cá này được bao nhiêu công đức phước báo thì xin nguyện hồi hướng cho gia đình của chị được mạnh khỏe, được an vui, gia đình luôn được ấm no hạnh phúc. Và xin nguyện hồi hướng cho tất cả những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà trong gia đình đã vô tình hay cố ý đã sát hại, thì nguyện thả các loài cá này, nguyện hóa giải tất cả những công đức, hóa giải tất cả những nghiệp lực đó. Và xin nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới nương theo công đức thả cá này đều được giải thoát an vui. Và xin nguyện hồi hướng tất cả những phước báo này cho tất cả chúng sanh này sau khi trở về với thế giới tự do được an ổn, được mạnh lành, và sau khi bỏ thân xuất sanh, sanh lên được làm người, quy y Phật và quy y pháp, quy y tăng. Quy y Phật thì không đọa vào địa ngục, mà quy y pháp thì không đọa vào ngã quỷ, mà quy y tăng thì không đọa vào xuất sanh. Nguyện tất cả chúng sanh này đồng thành Phật đạo. Rồi mấy đứa thả đi. Rồi bây giờ tập trung vô thả đi con, thả người thả về con tạo nhân duyên với nó. Rồi danh qua đây nè, từ đây. Rồi danh con qua đây. Rồi năm đứa thả luôn. Nam mô A Di Đà Phật đi, năm đứa niệm Phật luôn đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi thì thả cá đã xong rồi, thì những chúng sanh này được trở về với sông dài biển rộng, được lội tung tăng trong cái dòng sông này, không có bị nhốt trong ao tù chặt chội nữa ha, không có bị sợ hãi trên những cái gọi là thớt dao kề cổ. Chúng sanh này được trở về với thế giới tự do rồi ha. Đây là con sông số 10 ha. Này là đi vô đây thì vô trong bảy núi ha, về 8.000 lọt ra biển. Còn đây đi ra đây thì về ngoài sông Cái, sông Hậu ha. Rồi coi như là đã xong. Cảm ơn mấy tiểu dí bữa nay đồng hành đi thả cá ha. Bữa nay thả nói chung có một loại cá cho nên là thả không được nhiều. Mai mốt có thả được nhiều loại đó, đứa thả một loại gì đó cho nó vui. Ê Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì chương trình thả cá đến đây đã xong. Kính chúc mọi người coi chương trình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đại Tú xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam Mô A Di Đà Phật.